Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Monster. He he, hôm nay HNT sẽ quậy đây. Hôm nay chúng ta có một cái đây, có một cái chú rồng mới nha các bạn. Một cái chú rồng mới khá là hấp dẫn. Đây, mình sẽ cho chú ấy chui vào đây. Wow, wow, wow. Ồ, đây là cái tròn rồng mà chim ưng các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ đi nuôi chú ấy nào. Con này nó là đẳng cấp của nó là cái gì đây? UC. Wow, wow, wow. Và bây giờ thì HNT sẽ cho nó bự lên nha. Mới level 1 khi vuốt ve thì nó sẽ chạy rất là nhanh. Tốc độ di chuyển cực kỳ cao luôn. Ồ, bây giờ chú ấy bự lên rồi, chú ấy chơi một cái vòng gọi là lướt sóng các bạn. Lượn một vòng cũng khá là đẹp. Đây, mở được một chiêu nữa rồi. Đây, đẩy cho nó lên level 10 luôn xem nào. Wow, wow, wow. Wow, chú chim của chúng ta rất là bự luôn, nhìn rất là đẹp các bạn à. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ ôm cái con chim bự này đi chiến đấu cho các bạn xem đây. Đây, hôm nay khoe chim mới luôn. HNT có con chim mới. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. À, bây giờ chúng ta sẽ cho cái anh bạn này đi ra rồi, cho cái con chim mới của mình vô. Con chim đâu rồi? Chim trong lòng chim bay ra, chim tung cánh phá tan cay lòng. Đây, chú chim dễ thương của chúng ta đây rồi. Ồ, không phải nè, không phải con chim. Sorry mọi người, con chim nó đâu rồi ta? Con chim nó trốn kỹ quá các bạn ơi. Đây rồi, con chim đây rồi. Đây. Ở các bạn thấy nó vỗ đôi cánh bự chào bá lửa không? Nhìn rất là tuyệt vời luôn đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi solo xem nào. Trận này chúng ta sẽ đấu với đây, đường giữa luôn. Action, cuộc chiến bắt đầu. Wow, wow, wow. Đây là cái chú chim, nhìn đôi cánh nó rất là bự luôn, hổ báo ghê các bạn à, mới chỉ level 10 thôi. À, như các bạn đã thấy thì với cái tuyệt chiêu của Pharaon thì một hit một em. Ồ, có cái con này rồng mới hay sao, nhìn nó rất là đẹp luôn đây. Lên đường. Ồ, con này nhìn đúng đẹp luôn đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu của con cá nóc để quýnh con gấu panda nha các bạn. Ấy da, gấu panda vẫn còn sống, không thể tin được. Và chú ấy đi quấn cái con yếu nhất tem HNT. Con yếu nhất tem mà nó đi quấn, trời ơi, chúng ta chưa thấy chú ấy ra chiêu luôn đấy. Chưa kịp ra chiêu nó là đã bị nó quấn banh xác rồi, thiệt tình luôn. Mày hả bởi. Wow, wow, wow. Một em đã lên đường và hiện tại là chúng ta chỉ còn một cái chú gấu panda thôi. Ẩn thân chi thật. Ấy da da, gọi là con chim nữa. Con chim mình ra chỉ là khoe nhan sắc, đứng bye bye thôi là bị quýnh banh xác rồi. Nó không có được gõ cái nào hết, rất là ức chế luôn. Đây, tiếp theo đó là có một cái vòng quay may mắn dành cho HNT. Xem nào, vòng quay này chúng ta sẽ có được những cái món gì đây. Tên tèn dòng quay may mắn. Ồ, nó cho mình một cái viên màu cam. Ok, có còn hơn không. Wow, tiếp theo chúng ta sẽ đấu. Ồ, level 35 luôn kìa. Cấp E level 35 luôn. Cái con rồng ông già này nhìn khá là hổ báo luôn đấy các bạn. Chỉ mới chiến thắng có một hiệp thôi mà bây giờ tem hiện lên toàn là level 2 mấy, 3 mấy không à. Wow, con rồng là con rồng cấp R này nhìn nó khá là hổ báo luôn. Mình sẽ hốt nó thử xem. Ô, tuyệt chiêu của chúng ta chỉ cần quýnh một cái là đi một em. Đúng là giác con pha rồng này đi theo là rất là tuyệt vời luôn đấy. Ok, cho mình. Ê dạ, sao nó đè nó quýnh cái con yếu nhất tem mình hoài vậy. Mình chưa kịp gọi là cho tem bạn nó thấy sức mạnh của cái con rồng mới mà toàn là bị quýnh không.
tấn công. Yeah, không thể tin được cái độ lầy lội của tên bạn quá cao. Đẩy luôn mày hả bởi? Tại sao lại là ức chế quá mà? Tại sao ăn hiếp cái con rồng của mình? Ồ, bây giờ chỉ còn là một bé này thôi. Tấn công một phát thôi. Đây, xong cái hiệp này chúng ta sẽ kiếm một cái đội nào mạnh mạnh lên để quánh cho vui, chứ mấy con này nó quánh bèo quá. Chỉ có điều là nó ra đè đập cái con rồng mới nhất của mình, không có cho cái con rồng mới của mình thể hiện. Lãnh tiền. Và vòng quay này mình được cái món gì đây? Ồ, gì bèo vậy? Có 8.000 vàng thôi các bạn à. Chỉ có 8.000 vàng thôi. Wow, và trận này chúng ta sẽ đấu với một cái đội có 3 con level 20. Ồ, 2 con cấp E, chỉ có 1 con cấp UC thôi các bạn à. Ồ, tem này nó có được 534 điểm luôn. Ồ, con này đúng đẹp luôn nè. Cấp E, tuyệt vời. Đây, chúng ta sẽ hốt trước coi em nào sẽ lên đường đây. Ồ, cái con mammoth này sao nó mạnh ghê vậy? Đập cái con mammoth trước các bạn à. Ồ, con mammoth này máu 12, 1200 luôn, không thể tin được. Wow. Con mammoth nó hạ gục cái con mới nhất của mình rồi. Đáng ghét quá. Gọi là con rồng mới dẫn ra đi khoe, đi quýnh mà không ra được cái chiêu nào hết. Oh my god, cực kỳ là ức chế luôn. Nhưng mà không sao, hốt cái em này trước cái nào. Và tiếp theo là đẩy luôn cho nó lên đường chứ hả. Xong, con rồng sư tử đã bị hạ gục. Wow wow wow. Tiếp theo là tới cái anh bạn này. Ồ, anh bạn này nhìn khá là đẹp luôn đấy. Khá là đẹp trai. 300, chiêu này có 300, chiêu này được 400, chiêu này được 200. Mọi người lấy cái chiêu 400 quýnh. Búng lúa. Ồ la 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 la. Pha rong thể hiện bản lĩnh của mình bằng tuyệt chiêu. Ồ, một cái hòn giống như là cái hòn đá trên trời rơi xuống vậy. Victory. Oh yeah. Xem nào. À, tiếp theo vẫn là một cái vòng quay may mắn cho HNT nữa. Không biết trận này nó cho mình ra cái gì đây. Thức ăn. Ô, được 750 luôn. Ồ, và bây giờ là đấu với level 30 luôn kìa. Level 30. Ba con level 30. Ồ, nó không cho mình đánh nữa kìa. Ờ, không cho mình đánh thì thôi, giờ chúng ta sẽ chơi Advan nha các bạn. À, thì thu vạch vàng xíu và đi chơi Advan. Đây. Cái Advan này là có cái gì trong đây nhỉ? 200 mấy. Ô, còn 20 tiếng nữa. Đây, nó cho mình quay vòng quay rồi. Món gì đây? Ô, gì mà có 5.000 vàng vậy? Bèo kinh khủng. Ô, bây giờ kiếm đâu ra 165 mà để lấy cái rương này đây. Đào ở đâu ra đây bà con? À, ấp trứng. Chúng ta có mấy cái trứng rồi ra ấp hết. Không phải chỗ này mà là cái trứng. HNT đang cần cái trứng. Đây rồi. Hả? Một ngày mấy? Oh my god, vậy là làm sao mà có điểm được đây? Lượm vàng cái nào. Được 7.000 mét rồi, 7.000 mét. Chúng ta cần phải lên 10.000 mét sẽ là lập được một cái clan để dành cho HNT channel luôn. Và ở đây là cái gì đây? Shop. Oh, 14 game. Ai à, 14 game mà được có 5 mảnh này các bạn ơi. Cái này chắc tới sáng mới lấy được mấy con rồng L. Ai à, vậy là chúng ta xem mà mình còn thiếu
mình đang thiếu bao nhiêu mảnh đấy. Và mình vào ebook đi. Những cái con rồng của mình ở đâu ta? Ok, chúng ta đang đi kiếm những cái mảnh rồng của mình đang bị thiếu để có thể ra mua những cái mảnh đó để ráp là thành con rồng. Đi xem chỗ để mà mình quên mất tiêu cái chỗ để rồi. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên liền và ngay lập tức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.